Vâng, xin chào các bác. Các bác đang được thưởng thức chất âm của cặp loa BNVK DM620 với phiên bản vỏ gỗ sồi đặc biệt shop vừa mới về. Hôm trước bên em có về một cặp, tuy nhiên thì các bác đã chốt ngay trong vòng một ngày. Hôm nay về tiếp được một cặp dòng loa rất là hiếm với phiên bản vỏ gỗ sồi đặc biệt này. Cặp loa 620 là cặp loa hàng Anh Quốc, hàng nòi của BVK với thiết kế bass 20 chép đo. Cặp này với vỏ gỗ sồi cực kỳ là đẹp, hàng siêu hiếm ở trên thị trường, hàng về đẹp xuất sắc cũng như là nguyên zin. Chất âm của dòng loa này đã quá nổi tiếng rồi, trong phân khúc dưới 10 triệu đồng. Dường như đây là một dòng sản phẩm có thể nói là vô địch trong tầm giá. Chất âm của nó thì đặc trưng dòng loa Anh Quốc, tiếng mềm mại, sâu lắng và vô cùng là ngọt ngào cũng như là chi tiết. Bên em đang kết hợp với chiếc âm linh Sansui 6060 có giá 10.500.000 đồng. Cặp loa BVK có giá bán 9.200.000 đồng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Các bác chúng ta cùng nghe. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ. Chất âm rất là hay ạ. Cái loa anh của nó có một cái đặc trưng là nghe lâu không bị mệt. Tiếng bass xuống sâu nhưng mà mềm mại, trung âm ngọt và cái giải cao không bị chói gắt. Cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân núi, có sàn thiên lý, có người tôi. Dòng BVK DM620 hiện nay thì còn sót lại rất là ít ở trên thị trường. Một trong những cái dòng sản phẩm ngon bổ rẻ thì các bác thường mua rất là nhanh. Tuy nhiên hôm nay lại về được một cặp phiên bản vỏ gỗ sồi rất là hiếm luôn. Bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Cơ hội sở hữu chắc là không có lần thứ hai đâu. Cặp loa có giá bán 9.200.000 đồng các bác nhé. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm dón cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý. Nhà tôi ở cuối chân.
chất âm phải nói là rất là hay phải không các bác? Ở trong cái tầm giá 10 triệu đồng các bác chơi con này thì quá là tuyệt vời và nổi tiếng là dễ phối ghép với các cái dòng âm ly. Các bác có thể chơi với hầu hết các cái dòng âm ly Nhật thông thường. Sansui rồi Pioneer rồi Đờ Lông đều thể hiện rất là tốt. Em mời các bác nghe tiếp một ca khúc mới của ca sĩ Thúy Hà. Sau đó em sẽ kết thúc video clip. Bác nào đang xem kênh nhớ like, share cho anh em cùng xem. Và bác nào chưa đăng ký kênh, mời các bác hãy đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật các sản phẩm audio. Kết hợp với chiếc âm ly receiver Sansui 6060, nguồn phát em đang lấy nguồn phát trực tiếp từ kênh YouTube ở trên mạng internet xuống. Cặp loa có giá bán 9.200.000 đồng, chiếc âm ly có giá bán 10.500.000 đồng. Các bác yêu mến bất cứ dòng sản phẩm nào hãy alo trực tiếp cho em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo.